Ủa anh, em mà nói là tan làm đi, ở đó biết bao nhiêu người nhìn kìa. Em mà chờ tan làm á, một tí bà vợ anh ta đem cơm vô á, lúc đó cả công ty biết nó là vợ của anh, có mong anh độn thổ luôn á. Em bận làm vợ anh, bận lo cho cái nhà này, nhưng mà từ bây giờ em không phải lo nữa rồi. Em muốn làm cái gì với bạn trước với anh chứ, tự ý tự động làm vậy. Thì lúc anh ngoại tình, anh có bạn trước với em. Anh ơi, dạ anh cho em hỏi là anh Hùng ở phòng kinh doanh anh ở đâu vậy anh? À anh Hùng hả? Hồi nãy em thấy anh đi hướng này nè, chị chạy theo cho còn kịp á. Dạ em cảm ơn anh. Anh nhớ em quá. Ủa anh, em mà nói là tan làm đi, ở đây biết bao nhiêu người nhìn kìa. Em lo cái gì, ở đây ai đâu mà nhìn thấy. Em mà chờ tan làm á, một tí bà vợ anh ta đem cơm vô á, lúc đó cả công ty biết nó là vợ của anh, có mong anh độn thổ luôn á. Sao vợ anh kỳ cục quá vậy, ăn mặc cứ như là ô xin vậy á, không có ý tứ gì hết. Chồng mình thì làm giám đốc, ủa không biết làm mất mặt chồng mình hả? Thôi em đừng có nhắc nó nữa. Thì đó, bây giờ nhiều người hỏi anh á, anh nói là ô xin nhà anh chứ anh có dám nói là vợ anh đâu. Vậy mà hồi xưa anh cũng chịu cưới ha. Tại hồi xưa nó đâu có xấu như bây giờ. Vậy giờ anh ngày xưa có đẹp bằng em không? Tất nhiên là không có đẹp bằng em rồi. Em là đẹp nhất đó. Em đi với anh mới xứng. Bây giờ nhiều người hỏi anh á, anh nói là ô xin nhà anh chứ anh có dám nói là vợ anh đâu. Vậy mà hồi xưa anh cũng chịu cưới ha. Tại hồi xưa nó đâu có xấu như bây giờ. Mình phải thay đổi. Định phải thay đổi. Thôi em. Em đi đâu mà mặc đẹp vậy? Em đi shopping. Em đi với ai? Nào giờ em có đi shopping đâu. Thì em đi với mấy đứa bạn. Ủa mà sao anh hỏi ngộ vậy? Phụ nữ ai mà không thích đi shopping? Em mới ngộ á, tự nhiên hôm nay nói hứng đi shopping. Chứ trước giờ anh có thấy em đi shopping đâu. Tại vì em bận. Em bận gì? Em bận làm vợ anh, bận lo cho cái nhà này. Nhưng mà từ bây giờ em không phải lo nữa rồi. Em thuê người giúp việc rồi á. Ngày mai người ta sẽ tới đây làm và lo cơm nước cho mình. Em bị điên hả? Tiền đâu thuê người giúp việc? Thì em sẽ đi làm, anh không phải lo. Em muốn làm cái gì với bạn trước với anh chứ, tự ý tự động làm vậy. Vậy lúc anh ngoại tình, anh có bàn trước với em không? À, còn một chuyện nữa. Ngày mai em sẽ tới xin việc ở công ty anh, cho nên là em sẽ không thể nào mang cơm cho anh được. Nhưng mà anh yên tâm đi, em có nhờ cô giúp việc chuẩn bị cơm bỏ vô cà mên rồi. Đi làm anh nhớ mang theo mà ăn. Với lại chuyện em là vợ của anh ở công ty á, em sẽ không nói cho ai biết đâu, để anh khỏi phải mất mặt. Thank you.
Ăn đi em. Thôi, anh ăn đi. Nè, ăn nhiều vô. Thôi, em không ăn đâu. Ăn nhiều sợ lắm. Sợ gì? Thì em sợ mập. Mập rồi xong rồi mới muốn em mập rồi anh chê em rồi sao? Tào lao quá. Em mập lên dễ thương. Mập lên á, anh thương nhiều hơn bây giờ nữa. Thiệt không? Thiệt. Thôi, ăn đi. Ăn đi. Ừ, nghe ngon nè. Sao dạo này anh ít nhắn tin với em quá vậy? Em nhớ anh muốn chết luôn á. Bộ anh ra, chỗ công ty đông người. Em làm gì vậy? Nè, anh sao vậy? Anh sợ cái gì vậy? Đúng rồi đó. Hiện bây giờ anh đang sợ. Anh nghĩ là anh em dừng lại đi. Anh xin lỗi. Có phải là vì con Ngọc vợ anh không? Nè, anh nói cho em biết nha. Ngay từ đầu á, anh và em mới thống nhất với nhau á, là mình quen biết qua đường thôi. Bây giờ hết vui vẻ rồi thì mình dừng lại. Còn nữa nha, anh nhắc cho em nhớ, đó là vợ của anh. Em không được phép gọi con này con kia, nghe chưa? Tôi cứ gọi vậy đó, rồi sao hả? Cô nên nhớ, tôi là sếp của cô. Tôi có thể cho cô nghỉ việc bất cứ lúc nào đó. Đuổi việc? Được rồi, nghỉ thì nghỉ. Anh tưởng tôi sợ anh chắc. Khỏi cần phải đuổi. Hẹn. Giờ làm sao cho vợ mình tha thứ mình được ta? Ủa em, bữa nay cô giúp việc không nấu cơm cho anh hả? Ờ, hôm nay em cho cô giúp việc về sớm rồi. Anh chuẩn bị đi, em với anh ra ngoài ăn, sẵn tiện em có chuyện muốn nói với anh. Ờ, em định nói ly dị với anh hả? Em cho anh xin lỗi đi. Thật sự là anh với cô ta chỉ là vui vẻ qua đường thôi. Bây giờ anh cũng chấm dứt rồi, không còn qua lại nữa. Vui không? Những lúc mà anh vui vẻ với cô thư ký đó, anh có nghĩ tới cảm giác của vợ con anh không hả? Anh xin lỗi. Tại trong lúc anh hồ đồ quá, anh ích kỷ với anh cũng không có suy nghĩ nữa. Em tha lỗi cho anh đi vợ, anh biết lỗi sai của anh rồi. Thôi được rồi, em cũng không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Em với anh ra ngoài ăn để bàn chuyện mừng thọ cho ba. Vậy là em tha thứ cho anh đúng không vợ? Còn phải tùy vào thái độ của anh nữa. Tuân lệnh bà xã, bây giờ anh vô tắm đó nha, rồi đi ha. Hồi trễ rồi, anh có đi hay không? Đi.